và nhóm thực hiện giờ thánh ca dâng Chúa đời con xin thân ái kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình. Chương trình của chúng ta hôm nay được bảo trợ bởi chợ Tam Biên và ông bà bác sĩ Thomas Trọng Võ. Xin cảm ơn chợ Tam Biên và ông bà bác sĩ Thomas Trọng Võ đã ưu ái nâng đỡ chúng tôi một cách rất thiết thực. Và để mở đầu cho chương trình thánh ca hôm nay, Kim Thúy mời quý vị cùng lắng nghe nhạc phẩm Lặng, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tuấn với tiếng hát Lâm Bảo. Thưa quý vị, giữa những cuộc sống ồn ào đầy những bon chen tính toán, chúng ta có nguy cơ bị cuốn theo lối sống buông thả, dễ dãi và sa đọa. Những toàn tính mưu mô, những cạnh tranh có thể làm cho chúng ta lạc hướng. Nhiều khi chúng ta không còn biết mình là ai và sống để làm gì. Trong bối cảnh đầy rẫy những mưu toan và tranh giành, chúng ta cần lắm những giây phút thinh lặng để trở về với nội tâm, biết mình, biết người và tiến bước trên con đường hoàn thiện, nhất là trong mùa chay thánh này. Lặng để nghe tiếng sóng, sóng sâu trong lòng ta. Lặng để nghe tiếng gió, gió cuốn cơn đau ngày sau. Lặng để nghe nước mắt hát hiu trên đôi bờ mi xanh. Đời sao vắng tanh, cho trái tim xanh tan nhanh. Nhìn lên thanh giá, Chúa đang giang tay lặng im. Từ trên thánh giá, Chúa có nghe con nài vang. Vì sao Chúa hỡi cứ như vô tình không nghe? Lòng con sắt se ôm nỗi đau riêng ngài ơi. Vì sao Chúa hỡi, ngài đành mặc bỏ con vậy sao? Đời con lao đao, bao nhiêu đau thương sầu tim vỡ. Vì sao Chúa nỡ lặng nhìn và muốn con lặng thinh? Chúa hỡi, ngài đành mặc bỏ con vậy sao? Đời con lao đao, bao nhiêu đau thương sau tim vỡ. Vì sao Chúa nỡ lặng nhìn và muốn con lặng thinh? Ngài bao hy sinh
Thưa quý vị, trong cuộc sống của con người, không ai có thể sống mà không yêu, và cũng chẳng có niềm vui nào, hạnh phúc nào sánh được với niềm vui, niềm hạnh phúc vì được yêu. Tuy nhiên, dù niềm vui nơi tình yêu là tuyệt đối duy nhất, nhưng nó lại không thể không có khổ đau. Yêu là sự đón nhận và cho đi, vì vậy có thể nói rằng sống là yêu, mà tận cùng của tình yêu cũng chính là chết đi cho người mình yêu. Đó chính là điều mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta. Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Và đó cũng là điều mà Chúa Giêsu đã thực hiện khi Ngài gánh chịu mọi khổ đau để rồi chết trên cây thập giá hầu ban ơn cứu độ cho chúng ta. Đó là một hành trình của tình yêu mà Chúa Giêsu qua cuộc thương khó của mình, Ngài đã dẫn đưa chúng ta tiến tới sự sống và hạnh phúc muôn đời. Trong tâm tình này, Kim Thúy mời quý vị cùng hiệp ý với các anh chị trong cao đoàn St. Michael trong nhạc phẩm Vì Ngài Yêu Con, một sáng tác của Linh Mục Trường Luân. Kim Thúy mời quý vị. Con yêu con, tình Ngài theo con cho hồn con vui sống. Vì Ngài yêu con.
vừa thưởng thức nhạc phẩm Vì Ngài Yêu Con, một sáng tác của Linh Mục Trường Luân do các anh chị trong cao đoàn Saint Michael trình bày. Xin quý vị đừng rời màn hình, chúng tôi sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại. Thưa quý vị, để trở lại với chương trình Thánh Ca Dân Chúa Đời Con hôm nay, Kim Thúy mời quý vị thưởng thức một sáng tác của Linh Mục Hùng Cường, Ở Lại Với Con. Cha viết nhạc phẩm này trong tâm tình phó thác sau khi biết mình đang mang một cơn bệnh hiểm nghèo mà sự sống của cha như đang treo trên đọt cây như ngọn đèn trước gió. Lời van xin của cha, Ở Lại Với Con, sẽ được gửi đến quý vị với tiếng hát thật da diết của ca sĩ Lý Mai Trang. Kim Thúy mời quý vị cùng thưởng thức. Với con, Chúa ơi, ở lại với con. Ngoài kia đêm xuống, bóng tối đang về, hồn con lo lắng, sao sớm từng bề. Chúa ơi, con nào biết trông cậy vào ai? Tiếng cười
thân lặng khách nơi chốn quê người, buồn thương nhung nhớ che lấp tiếng cười. Chúa ơi, xin Ngài hãy ở lại với thưa quý vị, nhạc phẩm tiếp theo Kim Thúy xin được gửi đến quý vị đó là nhạc phẩm Một Niềm Phó Thác. Nhạc phẩm này được linh mục nhạc sĩ Nguyễn Mộng Huỳnh viết vào khoảng thời gian Ngài đi giúp xứ từ năm 1978 đến năm 1981. Bài hát này đã theo những đoàn người vượt biên ra khỏi Việt Nam và đã đi khắp nơi trên thế giới. Có lẽ trong gian nan, nguy khốn của những tháng ngày vượt biển, chúng ta mang tâm tình phó thác thật tha thiết cho Chúa. Ước mong sao trong cuộc sống mỗi ngày của chúng ta cũng biết phó thác mọi sự trong tay Chúa. Tí
lễ dâng món hèn lòng thành kính con đã khen Thưa quý vị, nhạc phẩm Một Niềm Phó Thác, một sáng tác của linh mục nhạc sĩ Nguyễn Mộng Huỳnh với tiếng hát Như Ý do Việt Catholic thực hiện đã kết thúc chương trình thánh ca của chúng ta hôm nay. Kim Thúy hy vọng quý vị vừa có được những giờ phút thật bổ ích và thoải mái. Xin cảm tạ quý vị đã theo dõi và cảm tạ quý cơ sở thương mại, nhất là cơ sở chợ Tam Biên và ông bà bác sĩ Trọng Võ đã tạo điều kiện cho chúng tôi thực hiện giờ thánh ca này. Xin kính chúc quý vị một đêm thật an lành và một tuần lễ thánh thiện. Và không quên hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Dâng Chúa Đời Con vào tuần sau.